thôi, không nói nhiều. Đây nè, không tôi gọi công an đấy. Thôi được rồi, nếu như mà anh không muốn hòa giải mà anh muốn gọi công an ý, thì để tôi nói cho anh nghe đây này. Theo điểm C khoản 3 luật 5 của luật giao thông đường bộ có quy định rõ ràng, nếu ô tô đậu xe không đúng nơi quy định, không quan sát và gây ra va chạm nặng nề thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nếu nhẹ ấy, thì sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Cô cái gì bảo cô? Anh đụng nhầm người rồi. Tôi là dân học luận xịt đét đây. Công an hay là tòa án, anh thích gọi ai tôi cho gọi vài người cho anh xem. Em sẵn sàng để phỏng vấn rồi ạ. Hey, chào sếp ạ. Ứng viên đến rồi sếp ạ. Em chào anh ạ. Em tên là Ly, em đến để phỏng vấn ạ. Mời em ngồi. Dạ. Mình bắt đầu làm việc nhá. Huy. Dạ. Hồ sơ cô bé này như thế nào em? Thưa anh là hồ sơ văn bằng thì đầy đủ, không có vấn đề gì cả. Nhưng tuy nhiên... Sao em? Dạ. Trong 3 năm vừa rồi, cô này nhảy việc khá nhiều. Hơn 10 công ty anh ạ. Em nghĩ là anh nên xem xét lại. Chứ nhân viên mà chuyển việc nhiều như thế thì chắc là không có tâm với công ty. Anh Huy, ở đây ạ. Chào mọi người. Anh gửi tiền. Ê, từ từ. Của ai người nấy trả. Không tí nữa anh lại bắt tôi chịu trách nhiệm. Này, tôi là đàn ông, cũng biết ga lăng với phụ nữ đấy. Anh gửi. Dạ vâng ạ. Dạ em gửi nước của anh chị ạ. Anh cảm ơn. Em ơi, ly của chị, em cứ đi giúp chị nhá. Cảm ơn em. Chị Ly là bạn thân của người yêu em đấy ạ. Chị vừa thông minh và rất nhanh nhẹn anh ạ. Ủa, nước đâu? Sao bảo đi gọi nước? Tự nhiên tao cảm thấy đau bụng quá, chẳng muốn uống gì hết. Đau bụng á? Đau lắm không? Hay là do đồ ăn sáng nhỉ? Ủa mà tao có sao đâu? Trang, bụng em có sao không? Em không ạ. À? Hay do công việc? Bị stress cũng dễ đau dạ dày lắm đấy. Anh nghe nói là Ly chuẩn bị xin vào một công ty nước ngoài đúng không? Làm việc cho công ty nước ngoài thì căng thẳng nhiều vấn đề lắm. Cái bệnh đau dạ dày cũng là từ căng thẳng công việc mà ra đấy. Quan điểm của anh ấy thì phụ nữ không việc gì phải lăn lộn quá đâu. Tại sao em không chọn một công ty nho nhỏ thôi, như thế cho đỡ căng thẳng. Em nghĩ là không quan trọng làm việc ở đâu anh Huy ạ. Quan trọng là năng lực của mình phù hợp với công việc hay là môi trường nào thôi. Em nói đúng. Một người có nhiều kinh nghiệm như Ly, trải qua hơn một chục công ty rồi, bây giờ đầu quân cho công ty nước ngoài, quá oách luôn đấy. À, nghe nói anh Huy là tổng giám đốc của một công ty đúng không ạ? Nghe nói là công ty này lớn lắm. Công ty tên là gì hả anh? Còn tuyển nhân viên không? Cho em xin nộp hồ sơ ạ. Anh Huy là học viên đặc biệt của trung tâm em đấy ạ. Anh ấy vừa bận rộn điều hành công ty mà vẫn chăm chỉ đi học, không nghỉ buổi nào luôn chị ạ.